Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa GLBT N3 mọi người nhé. Hay, Yoku và Kadimasen, mo sukoshi nani nani setsume shite kudasai masen ka? 1. Kuwashiku, hai. 2. Kibishiku, 3. Kewashiku, 4. Yoroshiku, hai. Ý đấy nhé. Ừ, Vinh sang cũng chọn một này. Tường trong tường tận chi tiết. Ồ, bạn còn nhớ là từ này đã từng ra vào đền n 2 tháng 7 năm 2024. Ý <laughs> nè. <laughs> Lên nhà sang cũng chọn một So desu ne. Hai, yappari. <laughs> Cô tài <laughs> là bác. bang des. Kuvashiku chính là tính từ Kuwachi của chúng ta đúng không? Và như các bạn có vừa comment ấy và thậm chí có nhiều bạn cũng comment thêm phần uh, chữ Hán của nó rồi chính là tường tận chi tiết tỉ mỉ cặn kẽ về cái gì đấy đúng không? Cho nên mình sẽ thử thử đặt nó lên đây và chúng ta dịch câu nhá. Tôi không hiểu rõ lắm, đúng không? Làm ơn hãy giải thích kỹ cho tôi một lần nữa có được không? Ok chưa nhỉ? Hai số so đi snack. Số 2 từ Kibishi bạn Bảo Long có dịch là cô đơn. Cái này có phải là cô đơn không Long sáng? Không phải là Sabishi đúng không? Nhầm rồi, nhầm rồi nhá. Có bạn nào comment được ba đáp án còn lại không nhỉ? Kibishi của chúng ta phải là từ gì? Nghiêm khắc là khắc khe, đúng không mọi người? Đấy, còn số 3, kewashi là nguy hiểm là hiểm trở, so this Còn số 4, yoroshiku thì chúng ta hay dùng trong câu gì nhỉ? Yoroshiku onegashimasu, đúng không nào? Ok, chuyển sang câu tiếp theo, câu 42. Ski de nani nani, ashi no hone o otte shimatta. 1, ochite, 2, taorete, 3, koronde, 4, tsuburete. Hai. Phương Nguyễn Ba, Kaka Bình Ba sô đấy sô đấy sô đồ đệ nghĩa là gì lớp mình nhỉ hãy cố đô bự chính là từ ngã đúng không chúng ta thử dịch câu này hãy vì trượt tuyết đúng không nên tôi bị ngã và bị làm gì đây mọi người Ashi là cái chân hôn là xương còn ô đựng là gãy vậy là tôi đã bị bị gãy chân có đúng không nào các bạn dịch được hết chưa đấy đó là vì trượt tuyết đúng không tôi bị ngã và bị gãy chân hay còn ô được có nghĩa là gì nhỉ bị rơi bị rớt đúng không ví dụ như lá rụng cũng được mình có thể nói là ha gạ của chi được hay là có một cái từ được kết hợp rất là hay đó chính là từ chicken nghĩ của chi được các bạn nghe bây giờ chưa đấy là mình bị rớt bị trượt kỳ thi mọi người ok còn số 2 từ tao đê đự của chúng mình sẽ là từ bị đổ ví dụ như nhà đổ do bão mọi người mọi người có thành lập được câu ví dụ đấy chưa ừ i đê sne hay thai phở đê yê gạ tàu đê tê đúng không nào ngoài ra nó còn một nghĩa nữa là nói về con người ví dụ như là bị mệt hoặc là bị ẩm ở thế nào nhỉ? Bị mệt hoặc là bị sốc nhiệt hay làm gì đấy mà người ta bị uh, ngất ấy mọi người. Đấy thì cũng có thể dùng táo đê được dành cho con người nhá. Còn cuối cùng từ 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 Các bạn học chữ Hán này chưa? Từ vựng trong nó ba có nhá. Từ này sẽ là từ nghiền nát hoặc là từ bẹp được không nào? Hay, 43 theo 43 ban. Hay. Boku wa nani nani de. Ane ga hitori, ani ga futari imasu. 1. 1 Hitori ko, 2. Sueko, 3. Chounan, 4. Di năn Hãy Ừ, anh Kiều cũng chọn hai bạn Bảo Long có phương án dịch như sau Tôi là con út, tôi có một người chị và hai người anh ừ, Rất là hợp lý phải không cả nhà nhỉ? Hãy show đến nè Chính xác, đáp án của mình là hai từ suy cộ Hãy bố cứu bạn suy cộ đệ Vậy là tôi là con út này Anh ấy thì tôi đi có một người chị gái và một và mấy người nhỉ? Phụ ta đi đúng không? Có hai người anh trai Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ba đáp án còn lại có ý nghĩa là gì mà nó lại sai nhá. Ví dụ, thì tôi đi cổ, khi tôi đi là một rồi, cổ là con đúng không? Vì vậy mình ghép lại chính là con một, hãy con một thôi. Còn từ số 3, từ cho nan, các bạn nhìn chữ Hán có đoán được không nhỉ? Chữ trường trưởng và chữ nan, nam đúng không? Vì vậy ghép lại chính là con trai trưởng đúng không? Trưởng nam đấy mọi người. Còn ngược lại chính là từ ji nan, ji là thứ đúng không? Là con trai thứ. Hãy, sugi ikimashou. 44 bạn hãy, kyaku ni mukatte Ueta, các bạn có biết Ueta là ai không ạ? Shokyo nani nani yoroshii desu ka? 1. Nokoshite 2. Okawashite 3. Osoroeshite 4. Osageshite Hai, Nam bằng desu ka? Vì cận chọn 4, Miu Hồng chọn 4, dọn giúp tôi ừ. Hai, các bạn dịch được cả câu không nhỉ? Kyaku mukatte có nghĩa là mình nói chuyện với khách hàng của mình đúng không? Còn Ueta chính là những người phục vụ, những người bồi bàn và thường sẽ là nam giới mọi người nhé Và họ nói gì với khách hàng của mình đây? Shokyo, đáp án nào so. số? Bốn, đúng rồi. Osage shite yoroshii desu ka? Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi xin phép dọn bát đĩa có được không ạ? À? Thứ nhất, ở đây chúng ta có từ shokki đúng không mọi người? Shokki là những dụng cụ ăn uống ví dụ như bát đĩa, thìa dĩa vân vân. Còn từ osage shite yoroshii desu ka của chúng ta là một mẫu câu xin phép được dọn đúng không? Mình sẽ ghi ở đây là chữ dọn mọi người nhé Thường nói về bát đĩa ăn xong rồi thì mình sẽ dọn xuống. Đúng rồi. Còn từ nokoshite không phù hợp được bởi vì no sự của chúng ta chính là từ để lại để lại này chừa lại hoặc bỏ lại cái gì đấy đúng không ví dụ như mình nói là để lại tài sản cho con cái các bạn có bật ra được luôn không phản xạ nhanh được không đấy kodomo ni dai sao no được không nào ngoài ra có một cách dùng nữa đó là các bạn hãy để lại comment để lại bình luận ấy sẽ là comment no koshite kudasai hãy mina san zehi comment đấy koshite kudasai nhé cái này là khi mà mình ăn hết rồi hoặc uống hết rồi đúng không và mình muốn xin thêm một bát nữa một cốc nữa thì sẽ dùng từ này mọi người nhá Okawashite hay. Còn số 3 nào? Solo Từ này sẽ mang nghĩa là gì? Có bạn nào comment chưa ạ? Ờ, so desu Từ này thì sẽ mang nghĩa là là làm cho đồng điệu này. Còn nghĩa gì nữa không? Bạn nào mà đang học giáo trình của Dũng Modi hoặc là các lớp VIP 500, VIP 15 ấy là chắc chắn có từ này trong phần từ mới rồi đúng không? Từ số đô e đữ mọi người, có nhớ ai? Có nhớ không? Gộp này, tổng hợp này hoặc là làm cái gì đấy cho nó đồng đều với nhau. Hay. Ok, desu ka? Rồi, tiếp theo nha. Hay. Câu số 45 nào cả nhà? 1台で十分なのにまた新しい車を買うなんて何なんだと思いません? 1. 迷惑 2. 不足 3. 貧乏 4. 贅沢. Ừ, Trần Anh Minh chọn 3, bần bộ. Kim Tuyến 4 là lãng phí. Hai. Nhung Nhung 45 đáp án 4. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng chữa nhé. Hãy 4 tài vào ạ. Zeutaku của mình sẽ mang nghĩa là xa xỉ cả lớp nhé xa xỉ rồi chúng ta thử ghép lên câu và dịch nào nô nhị là một ngữ pháp rất là quen thuộc từ n bốn rồi đúng không đó là mặc dù có một chiếc là đủ rồi đó các bạn chiếc ở đây là chiếc gì nhỉ chính là cái cứ chiếc xe hơi mà họ có nhắc ở phía sau đúng không vậy là mặc dù có một chiếc xe là đã đủ rồi nhưng tôi không nghĩ thể cố định này đúng không? Ồ môi ma sen. Còn nghĩ như thế nào thì đứng đằng trước sẽ là lời trích dẫn đó, đúng không? Tôi không nghĩ rằng việc mua một chiếc xe ô tô mới là điều gì đó xa xỉ đâu. Kiểu như là đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền đấy mọi người. Hoặc là những ai thích phong bạc đúng không? Một cái không đủ, thích mỗi ngày đi một cái thì sao, đúng không? Đấy thì người này là cho rằng cái điều này nó nó không xa xỉ gì cả, đúng chưa? Còn số 1 từ mê hoa cự của chúng ta chính là từ phiền hà hoặc là phiền phức, đúng không? Phiền hà này, phức chữ hơi xấu mọi người thông cảm nha viết bằng bút này nó hơi khó một chút hay và đố mọi người từ mê qua cự sẽ đi kèm với động từ như thế nào mình không chỉ nhắc với học viên các lớp của mình đúng không mà hôm nào lên la thì cũng nhắc các bạn là khi mà chúng ta học tiếng nhật đặc biệt là học về từ vựng mình không nên học một từ đơn lẻ mà mình sẽ học thành một cụm từ thứ nhất sẽ giúp các bạn phản xạ trong cai văn nhanh hơn thứ hai là đi thi các bạn có thể dựa vào những cái cách dùng đấy dựa vào những cái sự gợi ý đấy để mọi người làm bài chính xác hơn hay. thì cái từ mê wa cự nó hay đi kèm với động từ là ka kê được đúng không? Ví dụ chúng ta thử lập một câu là gây phiền hà cho người khác thì các bạn nói thế nào ạ? Hoka no hito ni mê wa cự được đúng nào? Còn từ số 2 cự là thiếu đúng không? Ví dụ thiếu ngủ các bạn biết nói như thế nào không? ngủ là nệ đúng không thì ghép lại bên trên nhá nếu bư sô cự nó sẽ bị biến âm từ chữ phư sang chữ bư nhớ thế nào nếu bư sô cự là thiếu ngủ này rồi còn thiếu vận động ghép cũng tương tự đúng không ưng đô bư sô cự nhớ chưa nào còn chữ số 3 từ bimbo của mình không phải là bimbo đâu nhá mà đây là bimbo mọi người cũng để ý cái phần biến âm ở đây là tên tên nha bimbo được chưa nào thì nó sẽ mang nghĩa là là gì đây bimbo có nghĩa là nghèo đúng không ví dụ như là uh, nghèo túng túng thiếu rồi là nghèo khói ạ à. bimbo nin chẳng hạn nếu mà chúng ta thêm chữ nhân ở phía sau bimponi thì có nghĩa là người nghèo. Hay, rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo câu bốn mươi sáu. Ka to no nani nani ga kire soda. 1. Chi 2. Lãi 3. Nịch định. 4. Hữu hiệu Hay thì trang cũng chọn bốn số đấy chữ dài nhất đúng không ạ yêu cô các bạn nhìn thấy chữ hán không hữu hiệu này còn khi gen của mình chính là từ kỳ hạn là thời gian hoặc là thời hạn có hiệu lực đúng nào các bạn thử ghép lên câu nhé thời hạn có hiệu lực của tấm thẻ này thì sắp hết rồi hoặc mình có thể dịch ngắn gọn hơn là cái thẻ này nó sắp hết hạn rồi đúng không nào đúng rồi thời hạn sử dụng nhung nhung sẵn chính xác còn lại ba đáp án kia nhá từ hi của mình là chi phí lệ phí đúng nào liên quan tới từ hi từ phí ấy, mọi người đấy mình sẽ ghi tạm ở đây nhá chi phí lệ phí. Hay nếu mà từ nào các bạn không biết này hoặc là học rồi mà quên thì mình có thể chụp nhanh lại màn hình nhá, hoặc là đăng tiện ở nhà có giấy có bút có vở ấy thì mình memo lại để mình học sau. Còn từ dai kị nó cũng liên quan tới tiền bởi vì mọi người nhìn thấy từ Okane, đúng không? Nhưng nó sẽ có một đặc trưng đó là liên quan tới các loại tiền mà mình thanh toán. Đây mình sẽ dịch là tiền thanh toán. Để chi trả cho các dịch vụ này hoặc là uh, đi mua sắm ấy mọi người. Đấy. Ok không ạ? Tiền thanh toán. Con số 3 là từ dễ nhất đúng không? Và bạn uh, bé đặng đúng không nhỉ? Có comment đây là từ Nịch nite chính là từ lịch trình theo đúng âm Hán Việt của chữ Hán này luôn. Lịch trình hãy. Đúng rồi, ok ạ. À. Có dễ không mọi người? Đi tiếp nhá, sang câu số 47. Hãy. O-isogashii tokoro nani <laughs> nani kiite itadaite moushiwake arimasen. 1. tabi tabi 2. daezu 3. sure ni 4 tao ạ, mai vui là một, bảo long một, thùy trang một, bé đặng bạn dịch là mỗi lần à mỗi lần mình có học một ngữ pháp liên quan đến bị đó chính là từ tabi nhị đúng không trong ngữ pháp của L3 luôn. Còn từ tabi của chúng ta hôm nay thì sẽ mang nghĩa là gì? Có ai học chưa? Có ai biết không nào? Hay. Ừ, so this net. Rồi tất cả mọi người đã ừ. được chọn một rồi đúng không? Tabi tabi của chúng ta là nhiều lần là lặp đi lặp lại. Hay. Nhiều lần. Bình thường từ tabi là lần đúng không? Thì bây giờ nhân đôi nó lên thì cũng rất là dễ nhớ thôi đúng không? Nhiều lần hoặc là lặp đi lặp lại Hay, đó các bạn thử dịch lên câu nhá oisogashi tokoro đúng không trong lúc bận rộn như thế này mà vt itadai tết đúng không để anh phải đến đây nhiều lần đúng không tôi thực sự rất xin lỗi ok chưa nào hay còn hai ba bốn lần lượt ý nghĩa của nó là gì các bạn nhỉ hai là liên tục ba là đã và bốn là hoặc là chính xác hãy bỏ lon giả internet từ tay dự của chúng ta thì dự các bạn được học rồi nó là một hình thức phủ định của từ nay đúng không đều mang nghĩa là không vì vậy đây là không ngừng đúng không không ngừng hay mình có một cách gì khác chính là cái gì đấy nó liên tục đúng không liên tục này Đấy ví dụ cầu nguyện liên tục chẳng hạn đấy hãy tay dự còn từ số ba sư đề nghị là đã rồi hãy ví dụ như là đã đi ra ngoài rồi ấy, đúng không nào một cái phó từ rất là quan trọng mọi người nhé cuối cùng mà tao á hoặc là hay là được đưa ra lựa chọn đúng không ok để đúng rồi bốn là hoặc chính xác à rồi bạn bảo long có comment nó bằng với cứ sự cũng mang nghĩa là lặp đi lặp lại ok ok nhá đúng rồi bốn tám hay y bạn lương hàng chọn bốn kim tuyến bốn thủy trang bốn thiên hương bốn chính xác mọi <laughs> người energy của chúng ta chính là tứ năng lượng chính xác ạ năng lượng, ok. vì vậy mình sẽ chia câu này thành hai vế đúng không? vế một, đây chính là di động từ chia sang thể t. Sau đấy động từ hai đi với đựng đúng không nào? và đến tận đây nó sẽ là một cụm chủ ngữ to chủ ngữ chính trong câu và cuối cùng là động từ trực chia sang thể bị động đúng không? đấy. dựa vào gợi ý và khung câu quá là rõ ràng như thế rồi thì các bạn đã dịch được câu chưa? đúng rồi nó có nghĩa là năng lượng chính xác. hãy chúng ta thử nghe phương án dịch của Bảo Long nhé Sau khi sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống sử dụng điện đã được chú ý đến. ok. có bạn nào có cách gì khác không ạ? chúng ta chia vế của các câu này rất là rõ ràng rồi đúng không hạnh rồi mạnh quốc bạn có dịch như sau cái hệ thống tạo ra điện năng lượng mặt trời được để ý tới Hãy Uh, về uh, ý nghĩa khái quát đúng không thì mọi người có nắm được rồi đúng không ví dụ như các cái chữ hán hoặc từ vựng trong đây mọi người phải dịch được thì mọi người mới làm được như thế này ngoài ra thì khi mà ghép lên câu nhé chúng ta sẽ thử chia như sau này đó là như chúng ta vừa phân tích cái system hệ thống là cái chính đúng không là chúng ở trong câu này vậy là hệ thống sau đó mình dịch lần lượt động từ nhé hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời đúng không để làm gì để tạo ra điện năng thế đang được chú ý đúng không đang được mọi người rất là quan tâm ok chưa cả nhà hay. Còn từ số 1 stage của chúng ta là từ sân khấu Sân khấu này Số 2 có ai comment chưa? Program chính là chương trình Đúng không? Nó sẽ khác với cái từ Bangumi là chương trình TV mọi người nhé TDB no Bangumi Còn program là các chương trình dụ thế trò chơi chẳng hạn này Đúng không? Cuối cùng từ đa sự của chúng ta là dấu cộng này Là dương này Đúng không? Hoặc là tích cực cái từ plus ấy, mọi người ạ Tích cực hay đúng rồi hay như bạn bé đặng có comment là cứ thêm vào chính xác ok trước kỉ 49 nào cả nhà 49 mươi chín nhá atsuyiga tsuzita se de niwa no shokubutsu ga nani nani shimatta 1 chị hà này có dễ không, mọi người Chữ hát này là gì nhỉ shinde ni akite sang karete yom surite Hay, trong câu này thì họ có sử dụng một ngữ pháp rất là quen thuộc của N 3 chúng ta từ c ừ, đúng không nào và cuối cùng thì thường đưa ra những kết quả tiêu cực Ok, rồi chính xác phương án của mình là từ 3 KDT có nghĩa là khô héo mọi người nha Khô héo Thì nó rất là phù hợp để có thể đi được với từ Shokubutsu, thực vật cây cối của chúng ta đúng không? Còn ghép lên cả câu thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Vì đúng không? Vì này, đấy Vì những ngày nắng nóng kéo dài Thế cho nên cây cối ở trong vườn đã bị khô héo hết trơn rồi Đúng không? Vì thiếu nước ấy, vì nắng quá đấy mọi người Thế cho nên cây bị bị cà đê được tức là nó bị héo được chứ nào còn từ số 1 từ xin đê của chúng ta là từ mất từ chết dùng cho con người thôi đúng không nào từ số 2 từ kia được được ở đây là cái từ gì nhỉ mọi người trống này đúng không chống ví dụ như là ghế trống này hoặc là một cái hộp nó trống không trống rỗng không có gì hết đó còn cuối cùng từ cdt là từ gì nhỉ từ dẫn đúng không từ dẫn là từ dắt đấy mọi người đấy mình hay nói là cdt y cự cdt cứ đựng đúng không nào hay ok đấy, nhé rồi câu 50 rồi Nguyễn Nhật Anh 3 3 là u Phương Thúy cũng chọn 3 rồi các bạn khác thì sao nha Chúng ta sẽ cùng chữa này Cô cô cả đã Tokyo Eki Made Đúng không? Made Sau đó từ này đọc là gì nhỉ? kata michi Đúng không? Mọi người học chữ Hán này chưa? kata michi 150 yên nani đa đã Đúng không? Liên quan tới số tiền Mà cái này có 150 Cái này lại là 300 Thì nó sẽ liên quan đến từ gì mọi người nhỉ? Ừ, bạn ngày mai chọn 3 Han Han chọn 3 À Kim Tuyến bạn dịch là khứ hồi Đúng rồi Lê Văn Hưng khứ hồi chính xác từ ô phương cự của chúng ta là khứ hồi là hai chiều đúng không khứ hồi này hai chiều này rồi đó thì mình thử dịch lên câu nhá là từ đây cho tới nhà ga Tokyo một chiều thì sẽ là 150 yên vì vậy hai chiều thì sẽ là 300 trăm yên chính xác ô phương cự ok còn từ số 1, 2 và 4 từ số 1 của chúng ta hi gai hi là nhà ngày đúng không còn kae đi chính là từ về vì vậy sẽ là từ về trong ngày ví dụ các bạn đi một chuyến du lịch ngắn là đúng không thì mình sẽ đi về trong ngày được không nào còn từ số 2 từ tố đi mi chị có bạn nào comment chưa so this next tố đi mi chi của chúng ta sẽ là từ đường đi bởi vì tố đi là từ thông qua ấy còn michi chi là đường vì vậy các lại là đường đi Hai. Từ số 4, từ yo đi là từ ghé đúng không? Michi cũng là đường thì các bạn dịch được không ạ? Nó chính là từ la cả hay mình, mình hay gọi là la cà dọc đường ấy đúng không? Được chưa ạ? rồi. Hay à, chúng ta có 10 giây dành cho quảng cáo và 10 giây kêu giữa giờ được không ạ? Hay à, các bạn đặc biệt là đang học N3 đúng không? Hoặc các bạn học ở cấp độ đường 2 N1, nếu mọi người muốn luyện thi cấp tốc để sắp tới chuẩn bị thật là tốt, thật là sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày mùng 1 tháng 12 GLBT của mình thì các bạn có thể tham khảo khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc sắp khai giảng của Dũng Modi. Ngày bắt đầu học đó là ngày mùng 4 tháng 11, còn gần nửa tháng nữa đúng không thì sẽ chính thức được bắt đầu. Thời gian đó là vào tối 24 6 khung giờ từ chín đến một giờ Việt Nam mọi người nhé. Hình thức học là chúng ta sẽ học trực tuyến qua Zoom và các giáo viên phụ trách đó chính là bốn thầy cô giàu kinh nghiệm nhất của Dũng Modi, đó là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Hãy Tiếp theo là trong khóa này thì chúng ta sẽ học những gì? Thứ nhất đó là các bạn sẽ học về chiến lược làm bài thi, những tips mẹo và luyện đề thực tế bao gồm có 12 buổi mình sẽ chữa 12 đề thi GLBT được nào? Tiếp theo là giúp các bạn có thể tổng hợp được một cách chính thống và chuẩn xác nhất và đương nhiên rồi sẽ có giảng giải chi tiết đúng không? Đi kèm là những dạng bài và chúng ta sẽ xử lý từng dạng bài như thế nào mẹo làm bài thi sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất mục tiêu của tất cả chúng ta hướng tới đó chính là sẽ tăng 20 đến 30 điểm trước khi các bạn đi thi thật rồi lợi ích của việc đăng ký khóa học này thứ nhất đó là các bạn sẽ được tặng bộ ebook bộ ebook này thì đã bao gồm tổng hợp các kiến thức nền bao gồm chữ hán từ vựng và ngữ pháp giúp các bạn có thể chủ động tổng ôn thêm ở nhà thứ hai đó là tặng thêm các bạn một khóa luyện đề online trên app trị giá lên tới 900.000 đồng luôn mọi người nhé hay. Và một điều nữa rất là đặc biệt đó chính là cam kết đỗ Nếu mà các bạn không đỗ thì sẽ được học lại một lần Tuy nhiên mà các bạn đã có quyết tâm là mình ôn thi để mình đi thi học rồi đúng không? Thế cho nên chắc chắn là các bạn sẽ đỗ được thôi Ok, nếu bạn nào có quan tâm hoặc thắc mắc gì thêm thì mời có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Mới đi để được hỗ trợ chi tiết mọi người nhé. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 51 nào. Ame no hi wa jimen ga yasui no Chiêu ích tê kỳ đá 1. Nà ga 2. Mịt xa đi. 3. Hà đi. 4. Sư bê đi. Hãy. Bạn Phong Linh Trương chọn 4 này. Bé đang 4. Hứa thu thắm 4. Rồi. Bạn Mạnh Quốc có comment như sau. Ngày mưa vì mặt đất dễ trơn trượt cho nên mọi người chú ý nhé. Rất là hay. Ok. Bạn cứ điện này. Vì trời mưa nên mặt đất dễ trơn trượt hãy chú ý nhé chính xác đấy mọi người thấy không ạ khi mà mình dịch ra rồi thì mình hiểu rất là rõ câu văn thì nói gì đúng không và trong câu có chữ hán hay từ vựng gì thì mọi người phải hiểu nó phải biết nó thì mọi người mới dịch được như thế này phải không nhỉ rồi thì câu này chính xác đáp án của chúng ta là sbedimas là trơn trượt cả nhà nha trơn trượt đúng rồi, bây giờ mình kép lên câu nhá Vào ngày mưa, đúng không? Từ chi các bạn nhìn cũng đoán được đúng không? Liên quan đất và bề mặt gì đấy Thì mình sẽ hiểu là mặt đất Còn từ yasui, ngữ pháp N4 thôi đúng không? Động từ bỏ mát sự cộng với nhà sư là rất là dễ trơn trượt đúng không? Nên mọi người hãy cẩn thận, hãy chú ý nhé. Chính xác rồi. Rồi, con số 1 từ nagade được Có bạn nào học chưa? nagade được Rồi, có bạn bé Đăng và bạn Mạnh Quốc dịch là chảy này. Đúng rồi. Nếu mà nói về dòng nước thì các bạn sẽ dịch là chảy. Còn một nghĩa nữa thường các bạn học viên hay quên đó chính là tứ lan truyền nếu nó đi với từ từ hoa dạ thì là tin đồn đấy mọi người tin đồn bị lan truyền được chưa còn tứ Mitsukari của chúng ta là gì nhỉ mi là nhìn đúng không liên quan tới kiến vậy mitskari sẽ là tứ được tìm thấy hoặc là được phát hiện nha đấy được tìm thấy được phát hiện rồi ạ con số 4 từ Hadi nào Hadi chính là là kéo căng ok rồi như các bạn có comment chính xác rồi ạ à có một bạn bảo đây là từ dán thì nó không phải là dán đâu mọi người nhá. dán thì nó phải là chữ hán khác vậy ạ có bạn nào biết uh, chữ hán của dán không comment xuống bên dưới nhá ok câu 52. mươi <laughs> hai naka naka nani nani ichi ni urayam utsuranai yong taskaranai hay phương thúy một là không hiệu quả này nguyễn đại dũng cũng là không hiệu quả chính xác hãy so this né chính xác đáp án là một một đây là chữ hiệu đúng không thì sẽ mang nghĩa là hiệu quả đó hiệu quả rồi, còn bên trên thì không có vấn đề gì đúng không? Mặc dù tôi đã uống thuốc rồi nhưng mà mãi không có hiệu quả thì từ Naka Naka của chúng ta hay đi về thể phủ định mình học từ nửa năm rồi đúng không? Mãi mà không thấy hiệu quả tức là không thấy khỏi, không thấy đỡ gì hết đấy. Còn 2 3 4 các bạn nhìn cả chữ Hán, cách đọc và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó nhé. Từ số 2 từ Tatanai là từ gốc của nó chính là từ sự mang nghĩa là trôi qua, trải qua đúng không? Nghiêng về mặt thời gian ấy mọi người. Ví dụ như đến Nhật 5 năm đã trôi qua rồi đấy. Đấy, vốn nên các bạn đặt sự. Còn từ số 3, ực sư đựng đúng không? Từ gốc của mình là sư đựng Đúng rồi. Các bạn có comment số 3 là cái từ chụp chiếu à? Ừ, các bạn nhìn chữ Hán đâu, Đây chính là chữ Ánh, đúng không? Ví dụ như cái từ chụp của mình ấy, là từ ứt dư đự, nó là chữ tạ, thì nó cũng có nghĩa là quay chụp, đúng không? Và cũng có cách đọc là ứt dư đự, nhưng lại là một trường hợp đồng âm khác nghĩa nữa. Còn cái từ Ánh của chúng ta phải là trong từ phản ánh, phản chiếu các mọi người nhá, chứ nó không phải là chụp ảnh đâu. Đấy, các bạn lại tiếp tục comment xuống bên dưới giúp mình cái từ chụp ảnh nào. Các bạn biết ứt dư đự, sau đó lựa chọn chữ Hán của cái chữ chụp ảnh là sẽ ra nhá. Còn từ cuối cùng cũng rất là dễ từ tasca được của chúng ta là từ được giúp đỡ đúng không? Được cứu hay là bình thường trong cái ba không biết các bạn đã từng nghe thế này chưa? Tasca được và đúng không? Ví dụ người đến làm gì cho mình ấy, thì mình hay gọi là cậu đúng là cứu tinh của đời tớ này hay là may quá tốt quá đấy. Đúng người đúng thời điểm xuất hiện và giúp đỡ cho mình thì các bạn có thể dùng từ này để đáp trả để thể hiện sự biết ơn với người đó. Tasca được và được chưa mọi người? Ok. Đấy, rồi chúng ta sẽ quay lại với câu 53 nhé, một câu khá là ngắn này. Và bốn động từ đã được chia sẵn sang đuôi tạm tức là thể quá khứ rồi. Hãy các bạn thử cân nhắc xem là mình chọn phương án nào phù hợp nhất nhé. Hãy, kare subido ihan de nani nani ichi atatta. Đọc chữ Hán không mọi người? Hãy, và khi đi thi cũng vậy nhé. Nếu mà chữ Hán đấy thuộc trình độ sơ cấp là một, thứ hai là nó thuộc cái cấp độ dễ đầu đầu nửa ba ấy, thì người ta thường sẽ có xu hướng là không viết chữ Hán, à không có phiên âm cho mọi người đâu. Đấy, thì các bạn phải học thật là chắc chữ Hán nhá để phòng trường hợp là mình phải biết nghĩa của nó là gì. Hay bạn quốc chọn hai này, mai cô hai, bảo long 2, lương hàng 2 là skamata rồi. Skamata cũng là một cái chữ Hán và từ vựng rất rất điển hình của nữ ba luôn đúng không? Số 3 là sbeta, sbedu, sbedi chúng ta vừa nói trong câu trước rồi. Còn số 4 thấy quen không mọi người? Yopadata. Hay anh ta đã bị bắt vì vi phạm tốc độ rồi. Từ số 2, skamata của chúng ta có thể dịch là bị bắt bị bắt này hoặc là bị tóm đúng không? Thường sẽ sử dụng trong trường hợp là uh, tội phạm phạm nhân bị cảnh sát bắt đúng không nào? Vì vậy câu này anh này bị bắt vì tội gì mọi người nhỉ? Đây nguyên nhân của nó đây, đó chính là anh ấy vi phạm tốc độ, speed độ là speed tốc độ. Còn y hai các bạn nhìn chữ hán cũng ra từ vi và từ phạm đúng không? Có nghĩa là vi phạm đấy ạ. Từ số 1 từ ata được của chúng ta chính là từ chúng hại chính xác. Ví dụ như là chúng sổ số, số thì mình sẽ nói là takarakuji ga ata được đúng không nào? Từ số 3 speed, được chúng ta vừa chữa rồi, chính là từ trơn trượt. Hay trơn trượt. Còn từ số 4, yop thì là từ say xỉn. Đúng không mọi người? Say mềm đấy, thường là say rượu á. Ok chưa? Hai. Tiếp nào, sang câu 54. Kino nani nani de shita kara totemo Rất nhiều phương án được đưa ra rồi đúng không? Các bạn đều chọn đáp án là là ba. Từ tetsuya của chúng ta hay đi về đế luôn mọi người nhá. Đây các bạn thấy này. Đấy, vì vậy là thay vì mình phải nhớ nó đi về cái gì đúng không? Thì mình học luôn tetsuya đế. Đấy, mình đấy là cách mà mình hay học từ vựng ấy mọi người ạ. Thì nó có nghĩa là thâu đêm là thức trắng đêm đúng không? thâu đêm này, trắng đêm Hãy Rất là phù hợp với ý nghĩa của câu này Đó là ngày hôm qua tôi đã thức trắng đêm để học bài Cho nên bây giờ đang rất là buồn ngủ Các bạn đã từng trải qua thời kỳ uh, ôn thi võ luyện như thế này chưa? Phải thức trắng đêm để ôn thi để học bài Đấy liệu là tháng 12 sắp tới mình có phải tuyệt sư không mọi người <laughs> hay. còn từ mục cư hiểu là từ mục tiêu đúng không ạ mục tiêu hay số 2, gia cẳng chính là từ ban đêm ạ ban đêm và cuối cùng từ q sô cự là từ nghỉ giải lao hãy nghỉ nhỉ, giải lao đúng không hãy trên dung thì mình có phân tích cho các bạn học viên lớp mình đó là sự khác nhau giữa từ kêu sô cự và từ kêu kê mọi người bởi vì nghĩa tiếng việt của nó đều mang nghĩa là nghỉ giải lao đúng không thế nhưng khi nào mình dùng từ nào thì các bạn đang xem like nếu mọi người có biết cái sự khác biệt đó thì mọi comment xuống bên dưới để các bạn khác cùng tham khảo nhé để chúng ta sẽ cùng chữa sau đêm nay con không ngủ <laughs> hãy đúng rồi thức thâu đêm ạ à. Câu 55 ạ. Tiếp đến. Hàn cổ ga, Nà kể đẹp Sai demo nani Nà ni nà ni 1. Cô hê. 2. Hê kì. 3. Kê cô. 4. Dì yu. Nà kể đẹp Đúng không? Phủ định này. Nếu mà không có con dấu. Các bạn có nhớ từ hàn cổ này không nào? Con dấu nhá. Nếu không có con dấu thì cái gì đó chấm chấm. Từ sign của chúng ta chính là từ chữ ký đúng không nào? Hay. Bảo Long chọn 2, ok. Bạn Mạnh Quốc chọn 3, Phương Thúy chọn 3, Trần Nguyệt chọn 3. Bắt đầu là có những đáp án hơi khác nhau một chút xíu rồi đây. Mọi người đang nghiêng về 2 và 3 rồi. Mỹ chọn 2, Mai Cua chọn 3. Nếu không có dấu thì kỹ cũng thì ký cũng được. Đúng rồi, chính là phương án gì của câu này mọi người nhé. Và đáp án là 3 tại sao lại là ba bởi vì từ kịch cô của chúng ta có khá là nhiều ý nghĩa có thể dịch là khá tương đối nói về mức độ này hoặc các bạn có thể dùng khi mà mình uh, từ chối ví dụ như là mình đi siêu thị đúng không nhân viên hỏi là có cần túi không chẳng hạn đúng không hay là có cần uh, làm nóng không thì mình có thể từ chối người ta bằng cách là yeah kịch yeah, cô đấy đúng không ngoài ra kịch cô trong câu này thì mình sẽ dịch là đủ là được đúng không nào các bạn dịch được chưa nếu mà không có con dấu thì ký thôi cũng được đúng không? Có mỗi chữ ký thôi cũng được, không sao hết. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mình chọn cái cô nhá. Còn từ số 1 các bạn nhìn âm Hán Việt là các bạn cũng đã suy ra được ý nghĩa luôn ấy. Còn từ cô hê của chúng ta các bạn nhìn đây là chữ công và chữ bình đúng không? Thì mình sẽ dịch là công bằng. Công bằng. Từ số 2 hê kia là bình thản. Ví dụ như là à, ở Nhật thì động đất là chuyện rất là bình thường đúng không? Nên là người Nhật họ tỏ ra rất là bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra ấy. Hoặc là các bạn có thể dịch là dựng dưng mọi người nhé dựng dưng đó còn từ số 4 thì dễ nhất luôn, đây là từ tự do. Gì Ok. Rồi. 56. kim cho shite te ga ase nani nani da. Đọc lại chữ Hán đâu mọi người? A C đúng không nào? chị Cứ sa cứ sa. 2. Bera bera. 3. Bisho bisho. 4. Fuwa fuwa. Hay N3 thì có nhiều bạn cảm thấy rất là sợ về những cái câu hỏi từ lái như thế này. Các bạn có sợ không ạ? Mình sợ cái gì thì mình vượt qua cái đấy đúng không? <laughs> Mặc dù biết nó khó đấy nhưng các bạn hãy học những cái từ căn bản nhất thuộc trình độ N3 trước nhá. Đấy, thì mình sẽ tổng hợp rồi mình học kỹ lại cho nó. Coi nó như một từ vựng bình thường thôi. À rồi, mọi người hầu hết đang nghiêng về phương án số 3 rồi. Ok. Ừ, vì lo lắng nên là tay ướt đẫm mồ hôi. Có bạn nào bị cái tật như thế này không? Kiểu khi nào mà mình căng thẳng mình lo lắng ấy là tay của mình sẽ ướt sũng mồ hôi luôn. Ở ừ, ướt nhẹp đúng rồi, do căng thẳng nên tay ướt đẫm mồ hôi chính xác. Hãy rồi đấy, từ pisho pisho của mình chính là từ ướt đúng không? Ướt sũng, Đấy, hoặc là ướt đẫm cũng được Như có một số bạn có vừa comment rồi Vì vậy mình sẽ dịch câu này như sau Vì căng thẳng đúng không? Cho nên tay của tôi đã ướt sũng ướt đẫm mồ hôi AC à, là mồ hôi nhá Còn từ số 1 của mình nào Có bạn nào biết từ kusha kusha không mọi người? Rồi có từ dễ nữa ở đây Mà gặp rất là nhiều đề trong các năm gần đây rồi Từ peda peda có nghĩa là trôi chảy Trôi chảy Lưu loát đúng không? Khi mà nói chuyện ấy Ví dụ bạn kia nói tiếng Nhật trôi chảy thế, đúng không? Bê đạp, bê đạp. Còn từ số 4, từ flua fua của chúng ta chính là từ mềm xốp, đúng không nào? Ví dụ các bạn nói về bánh kem hoặc là kẹo bông ấy. Đấy, mềm xốp. À ok, bạn Ngô Tiến Mạnh có comment là một chính là từ nhầu này, nhăn hoặc là nhúm. Rồi, bạn Nhàn Sang cũng comment được cái số 1 của mình là từ nhầu, đúng không? Nhầu nát hoặc là nhăn nhúm ấy mọi người, nhầu này, nhăn nhúm, đúng không? Ví dụ như nói về tấm vải hay là da rẻ, đúng không? Đấy, hoặc là tờ giấy thì mọi người có thể dùng tính từ này từ lấy này đúng không? Từ sao Ok. Tiếp tục sang câu số 57. 57 chữ Hán này mọi người đọc được không nhỉ? Hãy uh, số phù bổ và nani no ye ni sunde iru. 1. boroboro, 2. boroporo, 3. biri và 4. sarasara. um ok ですね. Rồi, chính xác đáp án là số 1. Boroboro của chúng ta chính là tớ. Từ, từ gì mọi người nhỉ? Rách nát, đúng không? Rách nát. Chúng ở đây là ông bà đúng, không? đúng không? không? Đang sống ở một ngôi nhà rách nát chính xác. Đáp bán một đúng rồi. Thế còn từ số 2, poro poro là gì cả nhà nhỉ? Rồi, poro poro có nghĩa là dòng dòng hoặc là dàn ruộng, nói về nước mắt đấy mọi người. Dòng dòng này, dàn ruộng này, Được chưa? Nói về nước mắt. Từ số 3, bidi đi, đi của chúng ta là tê, ví dụ như khi mà mình bị điện giật ấy, mình bị tê này hoặc là tiếng soạt khi mà mình xé giấy, xé vào Đó, còn cuối cùng từ sara sara của mình nào? Là từ gì mọi người ta? Hay đúng rồi. Sara sara thì sẽ có nghĩa là dóc rách xào xạc hoặc là thay dùng nhất là nói về tóc ạ, tóc mềm mại mọi người nhá. Sara sara. Ok. Ừ, chính xác. Tiếp tục câu 58. Kanojo no koto de nani nani atama ga. Câu này cực kỳ dễ luôn mọi người nhá. 1. Sappari, 2. Kekko, 3. Ukkari và 4. Ippai. Hay. Nan ban deshou ka? So Đấy các bạn rất là nhanh. Đáp án đúng của mình là 4. Ipai có nghĩa là đầy tràn đầy đúng không? Vì vậy câu này sẽ dịch là trong đầu của tôi thì toàn là hình ảnh của cô ấy thôi đúng không? Đấy. trong đầu tôi toàn là hình bóng của cô ấy thôi đúng rồi. Còn từ Sapadi mình học rất là nhiều ở các buổi live của các tuần trước rồi, nó có khá là nhiều nghĩa. Các bạn có thể dịch là hoàn toàn, có thể dịch là gì nhỉ? Thanh đạm, thê mát nói về đồ ăn ấy, hương vị đấy. Và thứ ba là sảng khoái khi nói về cảm giác. Cái cô chúng ta nói lúc nãy rồi nhá. Đấy có thể là khá, tương đối, đủ hoặc là khi từ chối đúng không nào? ức cũng là một phó từ rất là quan trọng trong N3 mình hay dịch lá lơ đánh hoặc là vô ý thường hay đi với đuôi là vt chi tạ mọi người nhé vt chi tạ hoặc là chắt gì đó Đấy. ví dụ như là đang giảm cân mà tôi lại lỡ ăn bánh kem mất rồi được không nào thì đi với ức đi ok 59 có lên mọi người ơi 59 nào ta đề và nani nani no yakyu chim de bị cháu được chị amatua nghị đê được sang chita và yong ba rồi thêm một câu nữa. Hai câu cuối cùng đều là katakana nhé. Rồi, câu này thì mình có thể chọn phương án là số 1, đúng không? Amatiwa của chúng ta chính là là nghiệp dư, đúng rồi, nên mình sẽ dịch là gì nhỉ? Anh ấy là ai? Hay, đúng rồi, anh ấy là một cầu thủ, từ này có vẻ là mới, đúng không? Một cầu thủ ném bóng, mọi người nhé, chính xác. Một cầu thủ giao bóng trong đội bóng cháy, nghiệp dư, chính xác. Nghiệp dư, rồi, còn số 1 DB được chính là từ level có nghĩa là cấp độ. Cấp độ này, từ số 3 star chính là ngôi sao. Ngôi sao. Hoặc là bây giờ mình hay gọi là người nổi tiếng ấy mọi người, cũng là star đúng không? Cuối cùng từ ba tổ chính là từ việc pass tham việc làm thêm ấy mọi người. Việc làm thêm nhá, bắt đấy đấy ạ. Đó. Ok chưa? hãy Rồi câu cuối cùng, cycle this. 60 nhá

jiu Jugyo chính là một buổi học hoặc là một tiết học đúng không? Đặc biệt nó đặc biệt như thế nào đúng không ạ? Nó hướng tới các bạn tiểu học đúng không? Và lấy cái gì làm chủ đề nhỉ? Lấy kang kyo môn đại tức là vấn đề môi trường đúng không? Còn động từ chính trong câu này là hidaka đề là được tổ chức hoặc là được mở đấy. Đấy, thế cho nên mình sẽ dịch chung là từ gì ta? Các bạn dịch được chưa nào? Ừ, đúng rồi, Hai, các mọi người đều chọn được phương án số 1 rồi đúng không? hãy một tiết học đặc biệt đã được tổ chức hướng tới các bạn học sinh tiểu học đúng không? Và lấy vấn đề môi trường làm chủ đề chính, chính xác. hãy số 1 là chủ đề, số 2 slogan chính là slogan đấy đúng không mọi người? Khẩu hiệu. Khẩu hiệu. Còn số 3, số 3 là một từ khá là mới mẻ. Có nào đã từng học qua từ số 3 không? Ba là từ mê dạ, nó có hai nghĩa mọi người nhá Nghĩa thứ nhất, à, nếu là cái từ tiếng Anh này này Đây, nếu là từ này thì chúng ta sẽ dịch là phổ biến, vượt trội đúng không? Ngoài ra nó cũng có thể là từ này đó, thì nó sẽ mang nghĩa là thước đo là chuẩn mực Nên mọi người lưu ý tùy vào từng trường hợp ngữ cảnh trong câu để mình dịch sao cho hợp lý nhất Còn cuối cùng từ này lại dễ rồi Thay tô được là tiêu đề Tiêu đề Ok chưa? Rồi, đấy là 60 câu, à không phải 60 câu mà 20 câu ngày hôm nay của chúng ta đấy mọi người. Ý đấy nhé. Chào, kiểu và của đề đấy, ổn Bye bye.